Xin chào, tôi tên là Hê San. Tôi 10 tuổi. Tôi học lớp 3 trường SSIS. Tôi thích vẽ, tôi thích ăn bún bò Huế bởi vì bún bò Huế ngon. Bún bò Huế is spicy beef noodle that is popular in central of Vietnam. It is popular in a city called Huế in Vietnam.